Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội bắt đầu 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại nhà và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày quốc tang ngày 25 tháng 7 năm 2024 và ngày 26 tháng 7 năm 2024. Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Hình ảnh chuẩn bị quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, linh xa thiêng liêng với bốn từ Tổ quốc ghi công. Đây là hình ảnh các đồng chí tiêu binh danh dự với bộ lễ phục trắng đã có mặt từ sớm tại nhà tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông, đã để lại trong lòng mọi người sự xúc động và tiếc thương vô hạn. Các đồng chí đang dồn hết tâm huyết để tập duyệt, chuẩn bị nghi lễ để sẵn sàng phục vụ lễ quốc tang tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia, đã thể hiện sự tri ân và tôn kính đối với một vĩ nhân của dân tộc. Vậy là bác đã chính thức rời xa chúng ta thật rồi. Nếu ai để ý sẽ thấy Hà Nội sáng nay trời mưa thật to, mây đen nhưng rồi tạnh. Có lẽ trên cao bác hiểu, hàng triệu trái tim đang nhỏ lệ tiếc nuối và kính trọng cuộc đời của một vĩ nhân tận hiến vì Tổ quốc đến giây phút cuối cùng. Việt Nam nén đau thương chuẩn bị quốc tang trang trọng. Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe và cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Ngay từ những giờ đầu tiên của buổi sáng, các đồng chí tiêu binh danh dự đã có mặt tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông trong bộ lễ phục trắng trang trọng. Họ không chỉ là những người lính kiên trung mà còn là biểu tượng của sự kính trọng và tri ân sâu sắc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến từng bước đi cử chỉ đều cho thấy tinh thần nghiêm túc và tôn trọng đối với lễ quốc tang. Quá trình tập duyệt và chuẩn bị nghi lễ được thực hiện một cách trang nghiêm và tỉ mỉ. Từ việc di chuyển, đứng chào, cầm cờ đến các động tác trang nghiêm đều được các đồng chí tiêu binh thực hiện chính xác, nhằm đảm bảo rằng lễ quốc tang sẽ diễn ra một cách trang trọng và linh thiêng nhất. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát lớn đối với Việt Nam. Trong những ngày này, cả nước đang nén đau thương chuẩn bị cho một lễ quốc tang trang trọng và đầy ý nghĩa. Sự chuẩn bị không chỉ dừng lại ở những nghi lễ trang nghiêm mà còn ở việc mỗi người dân Việt Nam đều dành một phút để tưởng nhớ và tri ân người lãnh đạo vĩ đại này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều thử thách, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội một cách vững chắc. Những đóng góp của ông không chỉ mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Lễ quốc tang là dịp để chúng ta nhìn lại và trân trọng những giá trị mà ông đã để lại. Chúng ta hãy cùng nhau tri ân và tưởng nhớ, cúi đầu, tri ân một vĩ nhân của Việt Nam, người đã dẫn dắt đất nước vững bước những thập kỷ qua. Chúng tôi xin được gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thương với từ Bác Trọng, đầy kính mến và ngưỡng mộ. Việt Nam lại đau thương tiễn đưa một trong những lãnh đạo ưu tú nhất của mình. 11 năm trước, chính Bác Nguyễn Phú Trọng của chúng ta là người làm trưởng ban lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và đúng 55 năm trước,
Bác đứng trong hàng ngũ những người Việt Nam khóc thương cho sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã theo bước những nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam đi về cõi vĩnh hằng. Mới đây, người dân như vỡ òa, có người còn khóc nức nở trước đoạn clip các đồng chí tiêu binh danh dự với bộ lễ phục trắng có mặt từ rất sớm tại nhà tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông. Các đồng chí đang dồn hết tâm huyết để tập duyệt chuẩn bị nghi lễ sẵn sàng phục vụ lễ quốc tang tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Vậy là bác đã chính thức rời xa chúng ta thật rồi. Bác Nguyễn Phú Trọng là một bậc lãnh đạo lớn của đất nước. Chính vì thế các đồng chí, cơ quan chức năng và các cấp đang tạm nén đau thương để chuẩn bị quốc tang một cách trang trọng và thiêng liêng nhất. Trong ánh mắt của các đồng chí, nỗi buồn hiện rõ nhưng bên cạnh đó cũng là lòng tôn kính tột cùng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nên ai nấy đều cố gắng hết sức để chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể. Linh sa phục vụ đại tang của bác Nguyễn Phú Trọng cũng đã được chuẩn bị tươm tất. Phía cuối có bệ với hàng chữ Tổ quốc ghi công. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đời đời nhớ ơn vị lãnh đạo, vì nước, vì dân. Dành cho những ai chưa biết thì Linh Sa là loại lựu pháo M30 122mm thuộc biên chế quân đội và sử dụng trong dịp quốc tang hay pháo hiệu trong các dịp lễ đặc biệt. Hàng loạt con người hòa khóc trước những khoảnh khắc này, ai nấy đều để lại những dòng chia sẻ nghẹn ngào tiếc thương dành cho bác. Trong đó, chúng tôi đã thực sự phải rơi nước mắt về một vài dòng chữ người dân dành cho bác. Xin gửi đến người nén tâm nhang, từ trong khóe mắt lệ đôi hàng, thành kính phân ưu lòng khôn tả, gắng trọn sức cùng, bến vinh quang. Người đã đi rồi đi mãi xa, hồn ơi nương bóng nẻo quê nhà, phù cho đất mẹ luôn phồn thịnh, dẹp bóng gian thần chẳng vị tha. Một trái tim nhân ái. Lần cuối cùng bác Trọng gặp Putin, một trẻ một già nhưng là vĩ đại. Cả hai con người như ngàn hoa tươi đẹp mãi, đều có nhân tâm thương yêu tổ quốc mình. Mong giàu đẹp ấm no và hạnh phúc, không muốn dân tộc mình yếu hèn chịu áp bức. Nên hai ông trở thành bạn chân thành. Nghe tin bác Trọng về với trời xanh, Putin người đầu tiên gửi điện chia buồn với người dân Việt Nam và gia đình bác Trọng. Trời đang nóng mà sao tôi lạnh cóng, đất đang vui sao bỗng thấy nặng lòng. 13:38 giữa mênh mông, một cánh chim bằng đã bay về xa thẳm. Lò đang cháy, người dân vui mừng lắm, mong người sau giữ lửa sáng niềm tin. Bác Trọng ra đi gặp bác Hồ cùng các Mác Lênin và các bậc tiền nhân lão thành cách mạng. Những con người có đạo đức trong sáng, làm người cộng sản liêm chính khiêm nhường, vì nhân dân và tổ quốc quê hương, mong dân được ấm no hạnh phúc, làm quan cách mạng nhưng không vì tiền bạc, phú quý binh hoa không màng tưởng, người chân chính chỉ mong dân sung sướng, nhà to tiền nhiều sao sánh được thanh liêm. Bác Trọng ơi, dưới cờ đỏ bốn liềm, bác tuyên thệ khi làm chủ tịch nước, lời thề của bác mới là khuôn thước, để nhân dân mong ước bác khỏe đến trăm năm. Vậy mà hôm nay bác đã yên nằm, trái tim lớn đã vô tình ngừng đập. Triệu triệu người dân hôm nay đã khóc và quê hương mưa đã đổ từ chiều qua. Nặng trĩu lòng dân nước mắt nhạt nhòa, thương nhớ bác một con người vĩ đại. Được nhân dân ngợi ca sĩ phu Bắc Hà, người làm sống lại niềm tin dân với đảng. Dân tộc Việt Nam tương lai tươi sáng, bởi lúc lâm nguy xuất hiện một anh hùng. Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc, noi gương bác Hồ để vững bước đường xa. Vững tin giữa chốn phong ba, đốt lò nóng rực dân ta vui mừng. Lò ơi cháy mãi không ngừng, nhân dân thương tiếc rưng rưng lệ nhòa. Vòng tay kết nối ngàn hoa, tâm hương bái lạy bác là vĩ nhân. Với 80 năm tuổi đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Chao ôi, sao mà kể hết những tình cảm cao đẹp đáng trân trọng mà bác Trọng đã dành cho nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy nên khi hay tin bác Trọng đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, ai nấy đều bàng hoàng, nghẹn ngào, tiếc thương. Đặc biệt là tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
ai nấy đều ngẩn ngơ, đau buồn và tiếc thương nghe tin bác từ trần. Mồi lật từng bức ảnh kỷ niệm thời thơ ấu học chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia sẻ với báo Người Lao Động, ông Ngô Bá Dục, 82 tuổi, trú tại làng Lại Đà cho biết, ông học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3, nên bạn bè thân rất hợp tính nhau. Khi còn đi học, Tổng Bí thư là người thông minh, cẩn thận, viết chữ rất đẹp. Ông Dục bùi ngùi chia sẻ, học cấp 3 do học xa nhà, hai chúng tôi cùng một người bạn nữa ở trọ cùng nhau trong nhà dân, cùng nhau nấu cơm ăn, sống với nhau rất chân thành, tình cảm. Hồi đấy chúng tôi đi học rất gian nan vất vả, gia đình chỉ cho 15 đấu gạo, còn tiền tiêu phải tự lo. Chúng tôi từng bơi ra bãi sông Hồng để vớt củi phơi khô lên đun. Học chiều xong lại vào khu công nghiệp Đức Giang, huyện Gia Lâm trước đây, nay là quận Long Biên của Hà Nội, để dạy bổ túc cho công nhân kiếm tiền mua sách vở. Theo ông Dục, lúc ấy vất vả là thế, song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông vẫn chăm chỉ kiên trì, được các thầy cô nhớ đến. Thời điểm đó, thành tích học tập của Tổng Bí thư rất nổi bật. Học hết cấp 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thi đỗ vào trường Đại học Tổng hợp, và còn ông đỗ Đại học Sư phạm. Theo ông Mô Bá Dục, khi công tác giữ những chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thân tình với các bạn học. Nhiều sự kiện họp lớp, chia tay thầy cô bạn bè, Tổng Bí thư đều cố gắng thu xếp thời gian để tham dự. Ông Dục kể lại và cho biết tại đây, Tổng Bí thư đi hỏi thăm động viên từng người bạn học. Anh Trọng rất tình cảm, bình dị, gần gũi. Có lần họp lớp, anh ấy khi đó đã là Bí thư Thành ủy Hà Nội nhưng vẫn bắt xe ôm ra nhà nổi ở Hồ Tây để gặp các bạn. Lúc đó, giám đốc nhà nổi ở Hồ Tây thấy cũng hoảng nên bảo có chuyện gì, nhưng anh Trọng bảo chỉ họp lớp bình thường chứ không có chuyện gì. Ông Mô Bá Dục cho biết năm 2000, mẹ ông mất ở làng Lại Đà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng về thăm viếng. Chia buồn cùng gia đình, Tổng Bí thư rất ân cần, chu đáo hỏi thăm, anh em bạn bè có việc đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Ông Dục lặng người nói, nghe tin anh mất tôi rất đau buồn, tiếc thương. Bạn già gần hết rồi, ba anh em từng ở chung nay mất một, còn một ông cũng đã nằm viện. Khi nghe tin anh mất, tôi rất đau buồn, tiếc thương, còn nhiều việc muốn làm nhưng chưa làm được. Từng được gặp gỡ, tiếp xúc khá nhiều với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thế Kỳ nói Tổng Bí thư là một người học trò vô cùng xuất sắc và gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời của người Cộng sản. Ông Kỳ tâm sự, trong suy nghĩ của ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một ngôi sao sáng không bao giờ tắt. Tổng Bí thư là một trong số những vị lãnh đạo của Đảng ta được đào tạo chính quy bài bản về văn chương, triết học, lý luận chính trị và có đạo đức vô cùng trong sáng, liêm khiết. Trong công cuộc phòng chống tham nhũng vô cùng cam go của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý chí quyết tâm cao và hành động cứng rắn, mà còn xây dựng hệ thống lý luận sắc bén về vấn đề này với tinh thần cốt lõi là nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế. Nếu không có bản lĩnh, quyết tâm và phương sách tốt và đạo đức nêu gương của người đứng đầu Đảng ta thì công cuộc đấu tranh với giặc nội xâm tham nhũng vô cùng khó khăn, sẽ không đạt được kết quả như đất nước đã đạt được những năm qua. Đạo đức phong cách sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn ảnh hưởng tới mọi thành viên gia đình, bạn bè, người thân cận, đồng chí, đồng môn. Không thấy doanh nghiệp nào tiếp cận được Tổng Bí thư, ông không bao giờ nhận bất kỳ một món quà gì của ai. Đạo đức trong sáng của ông khiến toàn thể nhân dân đều cảm thấy ấm lòng và rất mực tin tưởng, kính trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời cống hiến, hy sinh cho đất nước. Ông là một tấm gương sáng ngời của người Cộng sản. Ông Nguyễn Thế Kỷ nói, Tổng Bí thư, người vô cùng giản dị trong lối sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời là một người vô cùng giản dị trong lối sống và trọng lễ nghĩa, tình cảm. Ông Kỷ kể về buổi tháp tùng Tổng Bí thư đến gặp văn nghệ sĩ tại Nhà hát lớn Hà Nội mới đây. Ông được chứng kiến Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi mọi người như mọi lần khác. Nhưng đặc biệt lần ấy, trên đường vào chỗ ngồi dành cho mình, Tổng Bí thư gặp thầy giáo mình là giáo sư, nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức đang ngồi yên vị trên ghế. Tổng Bí thư dừng lại lễ phép thăm hỏi thầy. Khi thầy giáo định đứng lên trò chuyện với mình, Tổng Bí thư lập tức mời thầy ngồi vì chân thầy yếu. Một lần khác,
khi ông Kỳ đang làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, người của Văn phòng Trung ương Đảng và thư ký của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến gặp ông, truyền đạt mong muốn của Tổng Bí thư muốn mượn một phòng nhỏ của nhà đài để tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các bạn đồng môn khoa văn khoa 8 Đại học Tổng hợp. Tổng Bí thư không muốn tổ chức ở Văn phòng Trung ương Đảng vì e ngại anh em ở văn phòng sẽ quan tâm quá mức tới các bạn của mình, khiến cuộc gặp gỡ mất đi nhiều phần gần gũi tự nhiên. Tổng Bí thư còn chú đáo căn dặn muốn mượn một phòng nhỏ ấm cúng, không biển hiệu, sự kiện và tổ chức vào chủ nhật để không ảnh hưởng tới công việc của anh em trong đài. Buổi gặp mặt ấy cuối cùng đã diễn ra như sắp đặt của Tổng Bí thư, một buổi gặp mặt thân mật giữa thầy cô bạn bè đúng nghĩa. Ở đó mọi chức vụ để hết bên ngoài, chỉ có những người học trò kính trọng thầy cô của mình và những người bạn thân thiết như Tổng Bí thư nói. Một kỷ niệm khác vào tháng 7 năm 2015, khi còn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỳ có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Mỹ. Trong chuyến đi ấy, Tổng Bí thư có lịch trình làm việc dày đặc, rất vất vả. Ấy vậy mà Tổng Bí thư không quên ghi nhận sự vất vả của nhóm phóng viên. Mỗi khi anh em báo chí có việc đi gần chỗ Tổng Bí thư, ông lại ân cần ghi nhận rằng chuyến này anh em phóng viên còn mệt hơn cả ông. Ông chỉ nói khi nghe những lời ấy, anh em phóng viên rất xúc động vì cảm thấy được quan tâm thực sự từ người đứng đầu đảng ta. Đó là một chuyến đi đặc biệt thành công, mở đường cho Việt Nam với Hoa Kỳ nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Về tình cảm cá nhân, ông Kỳ nhận mình là một người em, một học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Kỳ nhớ lại, hai anh em đều học khoa văn trường Đại học Tổng hợp, bác học trước tôi 14 khóa, tôi rất kính trọng bác, còn bác lại dành cho tôi sự ân cần với người em học sau mình. Tuy vậy, Tổng Bí thư vẫn rất nghiêm khắc và công tâm trong mọi đánh giá, chứ không dễ dãi cho ông hay cho bất cứ ai con lời ngợi khen khách sáo. Ông Kỳ kể lần nào ra sách, ông cũng mang đến tận phòng làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tặng. Tổng Bí thư thường mời ông ngồi lại trò chuyện thân tình, cởi mở, nhưng không bao giờ ngợi khen vồn vã cho người viết sách, mà Tổng Bí thư thẳng thắn nói khi rảnh rỗi sẽ đọc sách, nhưng cũng nói trước là công việc rất bận rộn. Giọt nước mắt của ban học Nguyễn Phú Trọng là hành trang vào chiến trường. Ông Kỳ kể trong số bạn học lớp đại học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ông Phan Văn Kính, quê ở Yên Thành, Nghệ An, nay sống tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Kỳ kể mới đây khi gặp ông Kính, một người anh đồng hương, ông Kỳ đã được ông Kính kể kỷ niệm xúc động của ông với người bạn học Nguyễn Phú Trọng. Khi đang học năm thứ ba, ông Kính đã xung phong vào mặt trận làm phóng viên chiến trường. Khi nghe tin ấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã vô cùng xúc động, bày tỏ cảm phục với bạn. Ông bảo, anh Kính đi lớp buồn, vắng một bạn học, nhưng chiến trường có thêm cây bút viết văn, viết báo. Ngày ông Kính lên đường, người bạn học Nguyễn Phú Trọng đã đi bộ cùng ông 2 cây số từ chỗ ở lên xe vào chiến trường. Khi chia tay bạn, chàng sinh viên văn khoa Nguyễn Phú Trọng đã rơm rớm nước mắt.